Thưa quý vị, mô hình người mẹ thứ hai cho các sinh viên Lào ở Đà Nẵng đã tôn lên giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Mô hình người mẹ thứ hai được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng triển khai từ tháng 3 năm 2019. Ngay từ khi phát động, chương trình có 11 gia đình là các cán bộ Hội Phụ nữ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu đã nhận đỡ đầu sinh viên Lào học tập tại Đà Nẵng. Em cảm thấy rất vui và ý nghĩa, tuy xa quê nhưng với tình cảm của các thầy cô và bạn bè ở đây, cùng với các mẹ, em vẫn có cảm giác ấm áp như đang thực sự ở nhà. Vừa qua, trong chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2022 và giao lưu mô hình người mẹ thứ hai, bà In La Van Kẹo Buôn Văn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào đã thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào và các hội viên cũng như phụ nữ Lào trên toàn quốc gửi lời cảm ơn chân thành đến những người mẹ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Khánh Nam đã tổ chức mô hình ý nghĩa này và dành cho con em sinh viên Lào sự giúp đỡ to lớn. Và để tiếp nối thành công của mô hình này, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Khánh Nam tiếp tục triển khai mô hình người mẹ thứ hai đợt 2 với 13 gia đình cán bộ hội viên phụ nữ nhận đỡ đầu 26 nữ sinh viên Lào đang học tập tại trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Cái mô hình này nó mang lại hiệu quả rất cao. Thứ nhất là nó gắn kết được cái tình đoàn kết cho hữu nghị Việt Lào, mình keo sơn gắn bó, và thứ hai nữa là tạo điều kiện cho các em. Đây là một ý nghĩa rất quan trọng và mang tính nhân văn. Từ tấm chân tình mang theo sự tử tế của người Đà Nẵng không chỉ giúp lan tỏa tinh thần nhân ái và các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, mà còn gắn bó hơn mối quan hệ Việt Nam-Lào, xây dựng hình ảnh Việt Nam nhân văn, nghĩa tình trong mắt bạn bè quốc tế.